trăng nhìn trên thần gian. Xin chào các bạn, hôm nay mình ăn món pizza con. Bánh pizza của cô thì nhắn là được 100 mua được đăng ký. Các bạn ơi, mình thưởng thức nha. Pizza còn nóng ăn mới ngon. Các bạn ơi, mấy cái số này là có chuẩn bị rồi. Mà mình cất cái số này nha các bạn. Thôi mình xịt luôn. Mình để qua bên. Chuẩn bị đây. Bạn ơi, thì sao chi đây đủ rồi. Mình chưa có rượu, ớt chuông, tôm, hành tây, tôm. Có thịt bò và bò trên bánh vi. Ở trên bánh vi ra trang trí á là phô mai sợi lạnh. Bây giờ mình sẽ lên bánh pizza nha, ăn lên cho nó ngon. Các bạn ơi, bây giờ ăn bàn tay mới ngon mà. Rửa tay sạch sẽ mới ăn. Các bạn ơi, mình rửa tay xong rồi, giờ mình sẽ ăn thôi. Nóng lắm nha các bạn. Trời lại không kéo được đâu. Ngon cực kỳ và ngon luôn. Các bạn ơi, các bạn mua bánh pizza ớt cua thì nha các bạn. Ở trên 15 nha, 15 tiếp theo, 15. Các bạn ơi, mình nói lộn cua thì.
có Puka là lạ lắm các bạn à. Mà mình bị đau họng mình không uống Puka được. Mình cảm ơn các bạn ủng hộ mình. Một trăm năm mươi lượt đăng ký. Nhiều cảm ơn.